Hôm nay Lương quay cái kết quả mà cái giống của em 34, cái khu vực Mỹ Phú Đông của Thọ Sơn, An Giang bà con. Ở đây thì bà con làm em 34 ở cái vụ đông xuân này. Thì thông qua video này nè, một số bà con nào ở cái vụ hè thu tới, bà con muốn quyết định làm em 34 á, thì bà con có thể là tham khảo về cái lượng giống, cái công thức phân và kết hợp cái quy trình iFarm như thế nào. Cho bà con mình tham khảo nha. Cái nào cũng phải thực tế hết bà con ơi. Đó, cái dàn lúa này thì cũng dính vài cánh trắng, nhưng mà xử lý nó cũng im, cũng đẹp rồi. Và Lương sẽ quay cho bà con xem cái kết quả. Tại vì ở thời điểm này là 74 ngày bà con, mình thấy được kết quả rồi. Đối với cái miếng của em 34 này nè, cái lượng giống xạ là 22 kg bà con. Vụ tới cũng vậy nha bà con. Vụ tới là Lương cũng phiên bà con á, nếu mà làm của em 34 thì bà con có thể là xạ cái lượng giống là 22 kg. Đừng có xạ thưa hơn, tại vì cái mức nở bụi, nở chồi của em 34 á, nó sẽ không có tốt bằng đại thơm hay là em 18 bà con. Nhưng mà ở vụ đông xuân này nè, cái năng suất nó cực kỳ cao luôn. Anh áp dụng cái công thức phân là đúng y giống như quy trình của iFarm nè. Xạ cái lượng giống hơi dày, chia nhỏ đầu phân đầu ra. 7 ngày là gãi ngót UG, 7-8 kg UG. Rồi dàn lúa là 15 ngày là tiếp tục là đi UG DB. Và kết hợp xịt mập thân mập chồi nha bà con. Xịt ở cái giai đoạn là lúa nửa tháng cho tới 18 ngày. Bà con có thể là kết hợp. Và kết hợp là mũi hành sau đục thân là Lưng cho xịt cái dơ vàng. Rồi đến giai đoạn đón đồng là tiếp tục trâu vàng, dơ vàng và mập thân mập chồi, đúng y giống như cái quy trình iFarm mà Lưng hôm nay Lưng chia sẻ cho bà con thấy đó. Tại vì thường á bà con, cái công thức phân á thì mình đi đôi với thuốc á, nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là cao. Khi mà bà con gãi phân á, mình phải coi theo cái đặc tính của giống đó, cái thời gian sinh trưởng nó sẽ như thế nào, để mà mình phân bổ cái lượng phân á bà con, mình gãi cho mình nhẹ tiền, mình tiết kiệm. Giống như cái dàn lúa này bà con thấy nè, đầu vụ anh đi phân đơn, cái chi phí UG á bà con rất là rẻ luôn. Và đối với cái dàn lúa này á, thì cái cử gãi phân đón đồng á là chia cái hai đợt bà con. Tại vì hôm nay bà con thấy không, nổi cộm luôn là cái nổi cộm luôn là cái gãy cánh trắng bà con. Nên là cái dàn lúa này là gãi phân đón đồng hai lần nè. Đối với cái giống của em 34 á thì nó vẫn còn nhiễm cái gãy có bông. Nên là Lưng cho kết hợp là cabula là ở hai giai đoạn, là kết hợp là ở giai đoạn là lúa chỗ sẹt và chỗ điều, 1 hectare 2 chai nha bà con. Bà con đừng có giảm liều, là bà con kết hợp dùng cho Lưng là 1 hectare 2 chai đi, nó bảo vệ rất là tốt. Xong mã thì Lưng kêu ảnh xịt là giống như cái quy trình là 1 hectare là 1 cặp, rồi đưa vô kẽm 700 nè, 1 hectare là 1 chai rưỡi kẽm 700 ở cửa chỗ sẹt á, quả đẹp bà con ơi. Và đối với nhiều bà con hôm nay kết hợp với Lưng đó, Lưng đâu có cho bà con giữ nước đâu đó, bà con thấy không, Lưng không có cho bà con giữ nước. Tại vì gầy cánh trắng á với gầy nâu á, khi mà nó trên guồng của bà con á, bà con giữ nước hoài mà mốt nó hư luôn cái bẹ lá, nó nhớt gốc luôn á bà con. Nên là mình xịt á thì mình để nước, mình dâng nước lên để cho con gầy nó đi lên trên thì mình xịt nó dễ chết. Rồi bắt đầu 2 ngày sau là bà con khai nước, phải khai nước bỏ, không có giữ nước hoài nha. Và đối với cái chạm bơm á, thì 7 ngày vô 7 ngày ra, mình cứ ra theo người ta. Thì bà con khai ra đi 7 ngày nó chưa khô nổi nữa, ẩm 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 là cái dàn lúa của bà con á, nó vô gạo rất là tốt, cực kỳ đẹp luôn. Cái ưu điểm của cái giống màu em 34 á so với cái giống màu em 380 á là nó sẽ nhiều vé, nhiều hạt hơn. Nhưng mà Lương thấy cái lượng phân gãi thì cũng na ná như nhau thôi bà con. Tổng hết luôn cái dàn lúa này nè là 55 kg phân công lớn á bà con. Gãi phân đón đồng một lần xong á thì Lưng sẽ thủ từ 7-10 kg để mà Lưng dự trù, để mà gãi ở củ nuôi bắp. Nếu mà gặp cái tình trạng là cái điều kiện bất lợi, giống như mấy ngày hôm nay nè, nắng gắt bà con, rồi bắt đầu thời tiết lạnh, rồi quay lại bị gãy cánh trắng nữa, thì Lưng sẽ thủ từ 7-10 kg để mà gãi nuôi bắp. Kết hợp với cầm một thân một chồi á, nó dọn lá chân cũng tốt lắm bà con. Nó hỗ trợ cái việc mà phát triển bộ rễ. Nhưng mà cái công thức phân nha, Lưng nhắc bà con nha, không phải xịt thuốc gì nó trúng, mà là mình kết hợp cái thuốc đó với cái công thức phân gì nó trúng, đó mới là cái câu trả lời đúng. Để bà con nói xịt cái này trúng, xịt cái kia trúng, trong khi đó cái công thức phân mà con đi lệch thì không bao giờ trúng được. Bộ rễ nó phát triển, nó há miệng nó ra, mà bà con không đi cho nó đủ phân nó ăn thì làm sao mà cái dàn lúa của bà con trúng được.
ở giai đoạn này nhiều người á, điện cho Lưng á, cái tình trạng mà UM34, UM380 bị sâu lá thì cứ cửa cơm giấy me bà con không cần xịt nha, bỏ đi. Mình chỉ cần kết hợp cái cửa trước đây nè, cửa cơm giấy me đó, là Lưng kêu ảnh đưa là sông mã cầm một hộp trời dưới đầu UM farm đó con. Đẹp ghê không? Thì nó sẽ hỗ trợ cái việc vào gạo rất là tốt. Và đối với nhiều vàng lúa của bà con á, cái nền đất á, nó ướt thì bà con có thể là xịt là nẫm nha, không có cần cho nước vô. Thì đối với cái vàng lúa này nè, tầm khoảng 5 hoặc là 7 ngày nữa thì mình sẽ tiến hành là cho nước vô nha bà con. Để mình coi coi cái việc vào gạo như thế nào, mình có thể là mình xịt nhồi thêm một cửa đó đuôi ở giai đoạn là lúa 80-82 ngày bà con. Còn mà đến tầm khoảng 80-82 ngày lúa mình đẹp rồi thì thôi, chỉ cần cho nước vô thôi. Ém tầm khoảng chừng 3 đêm rồi mình khai mình bỏ luôn. Không có cần đến nước nha. Lưng nhắc bà con, nên hoài là túi bè lá nó hư luôn á. Và cái việc mà xuống lá rất là dễ xảy ra luôn. Và đối với cái nết của UM34 á, bà con nó vô kệ á, bà con đừng bao giờ lo luôn. UM34, UM380 á, đừng bao giờ lo cái việc lép cậy. Vụ đông xuân này UM34 trúng dữ lắm chúng bà con, trúng lắm. Nếu mà mình đi công thức phân nó phù hợp, vàng lúa mình phát triển nó trúng lắm. Làm giống gì hiểu cái đặc tính của nó làm dễ lắm bà con. Còn bà con làm cái giống nào mà bà con không có biết cái đặc tính của nó, bà con làm khó lắm, tốn tiền lắm. Nghe người này hù, nghe người này nói cái này, nghe người kia nói cái kia. Và cái kiến thức về cái đặc tính giống á, bà con không có. Thì thành ra bị bất kỳ cái vấn đề gì đó, các bà con lo, bà con sợ, xịt rất là tốn tiền. Và đối với cái việc mà quản lý nước rất là cần thiết bà con, canh tác lúa á. Canh tác lúa mà không biết quản lý nước là thua nha bà con. Và đối với nhiều cái vàng lúa á, mà cái việc mà quản lý nước nó khó khăn đó, muốn nước không có nước, rồi muốn khai không khai được, thì những cái vàng lúa nó năng suất thường á, là năng suất rất là thấp bà con, năng suất không có cao. Đối với phượng tớp á, thì cái vụ này á, là Lưng kêu bà con xịt ở cửa chấu điều. Tại vì mùa sương rất là nhiều. Và đối với nhiều cái vàng lúa mà bà con gãi nuôi bắp á, nó sẽ có cái ưu điểm á, là nó chỗ gộ lắm. Và nó vô gạo cũng ngon nữa. Nhưng mà cái nhược điểm của nó, nếu mà gặp cái điều kiện thời tiết bất lợi, sương mù, mà mình không quản lý tốt cái đậu cỏ bông, nó sẽ xảy ra tình trạng là gãy cỏ bông. Đó là khi mà bà con gãi phân nuôi bắp á, để mà chờ lực cho vàng lúa của mình á, nó vượt cái bất lợi của thời tiết. Và nó vượt được cái vàng lúa mà bị gãy cánh trắng á, thì bắt buộc luôn bà con phải chọn những cái loại thuốc đặc trị đôn cỏ bông để mình phối hợp với mình xịt. Chứ để mình đi nước cờ nó sai nó lệch một cái thôi, mình sợ ai cũng la gãy cánh trắng, rồi bắt đầu ôm phân dục, cuối cùng bị gãy cỏ bông là thất rất là nhiều bà con, thất rất là nặng á. Và đối với cái việc mà kết hợp cái cặp mập thân mập chòi á, cái vàng lúa của bà con nó đã, cái phơm á, nó đã tốt từ thời điểm lúa nhỏ rồi. Nên là mình cũng không có lo lắng quá, mà chủ yếu mình coi coi cái việc quản lý nước á, cho ra cho vô giai đoạn lúa chỗ nè, cái cửa công chế me vừa rồi nè, bà con có thể là áp dụng sông mã mập thân mập chòi để mà tiến hành phun xịt trên vàng lúa của mình. Tức là mình sẽ không cứng nhắc là bắt buộc phải xịt ở cái cử là đổ đuôi. Tại vì UM34, UM380 á, mình biết cái nết của nó lúc nào nó cũng vô gạo ngon. Mình chỉ dự trù thôi. Đó, đối với vàng lúa này, tầm khoảng 5 ngày nữa mình ra mình thăm. Tại vì hiện tại á, Lưng thấy cái phần cậy nó đã tẻ rồi. Đó, nó tẻ ghế nè. Nên là tầm khoảng 5 ngày nữa, nếu mà mình ra mình thăm á, cái bộ lá nó còn tuyệt vời, cái cậy nó vô gạo đạt, thì mình sẽ tiến hành là không xịt nữa. Mình chỉ cho nước vô mình ném 2 ngày thôi. Còn 5 ngày nữa mình ra mình coi. Đó, cái thời tiết nó bất lợi mà cái lá nó hơi xuống, cây lúa mình thấy nó hơi mất sức. Và cái phần cậy này nè, nó vô chưa có căng, thì bà con mình có thể là nhồi thêm một cử là sông mã Gabacito thôi. Sông mã Gabacito mình nhồi thêm một cử đó đuôi nữa, 5 ngày nữa mình xịt. Như vậy thôi nha bà con, xịt rất là đơn giản và với chi phí rất là rẻ, để cho bà con mình giữ được cái lá, cái hàng nó tươi, hạt nó vô nó nóc tới cậy luôn. Nên là cái việc mà đổ ngã nè, cái việc vào gạo, cái việc leo nóc hạt, nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc mà bà con quản lý nước, nhất nước nhì phân, rồi công thức phân nó cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vậy Lưng nói với bà con là không có cái loại thuốc nào mà xịt trúng hết, mà là
công thức phân đi đôi với cái loại thuốc nào để cho cái dàn lúa đó trúng. Thuốc nó chỉ hỗ trợ và thuốc phun xịt ở giai đoạn lúa chỗ á, bảo vệ cái hạt, thuốc bảo vệ năng suất thôi. Và thuốc hỗ trợ cái việc mà vào no cậy hơn, để tránh cái tình trạng là vào không no thôi. Bà con phải nhớ vấn đề đó nha bà con. Còn ở thời điểm này gài cánh trắng nó bay chút đỉnh, gài cánh trắng nó bay nè, không cần xịt nữa, xiết nước ra đi. Không có cần xịt gài cánh trắng nữa nha bà con. Nếu mà có mật độ gài giống như vậy, không có cần xịt nữa. Bộ lá hiện tại còn quá đẹp bà con ơi, và hạt rất là sáng luôn. Đối với cái dàn OM34 này thì chúng bể tay rồi. Ở vụ hè thu tới á, thì nhiều bà con nếu mà tâm đắc cái quy trình iFarm, công thức phân, đặc tính giống, bất kể cái giống nào cũng được nha bà con. Cứ điện cho Lưng để mà Lưng tư vấn bà con cái quy trình kết hợp cái việc mà canh tác lúa nha bà con. Giống nào cũng được, giống nào Lưng cũng có kinh nghiệm để mà quản lý hết và để chia sẻ lại cho bà con. Quá trời đẹp luôn. Những cái bà con nào làm OM34 thì bà con đánh giá giùm cho Lưng nha. Lá to lắm bà con. Cái nết của thằng OM34 á, lá nó to, bông nó to, bông đùm và cái hạt rất là to. Ở vụ đông xuân này thì cân cực kỳ có ký bà con. Nhưng mà cái nhược điểm của OM34 và OM380 á, bà con làm mùa mưa á, nếu mà bà con gãi dư đạm rất là dễ bị phẫn, cực kỳ dễ bị phẫn hạt và trái bìa và đậu cổ bông. Đối với dàn lúa này thì kết quả là ok rồi. Hiện tại á, không có gãy cấu bông là coi như là không có rồi đó. Và gạo thì Lưng thấy là có sữa trong cậy hết rồi. 5-7 ngày nữa là vô hầu như là có sữa hết. Thì hôm nay thì nhiều bà con cắt á, OM34 á, thì trong cái khoảng là 92 cho tới 94 ngày là nhiều á, trong khoảng đó là nhiều. 92 tới 94 quá lắm, 94 cắt à. Phần lớn là 92. Trời ơi nó chúng. Khi mà bà con thấy Lưng á, đăng những cái giống lúa lên á, thì bà con mình nên tìm hiểu cái đặc tính cái giống lúa đó như thế nào để mà mình quyết định là mình làm nha bà con. Chứ đừng có thấy người này làm, người kia làm, rồi bắt đầu nhào vô làm. Trong khi đó nó không phù hợp với cái nền đất của bà con. Hoặc là trong khi đó là bà con không nắm được cái đặc tính của giống thì đừng nên làm. Đó là cái lời khuyên chân thành.